Hai anh em đã quay trở lại với kênh Xe Máy Giá Sỉ nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em thấy cửa hàng mình nhiều xe không? Mới bán rồi hai chiếc Vario nè. À, nhưng mà clip này không có báo giá Vario nha. Cái này là báo giá xe Vespa 50 cho mấy bạn học sinh nè. Thời điểm này hè là kêu bố mẹ mua đi. Báo đi nè, báo thủ đâu rồi? Báo bà mẹ một khúc 20 triệu rưỡi nè. Mua chiếc xe Vespa 50 này về để tập chạy nọ kiểu, còn vô năm học mới có xe mới đi, rồi hè còn có xe để đi chơi nọ kiểu nữa. Đấy, màu này màu hồng này là cực kỳ lạ luôn, hồng kiểu hồng cam cà rốt á. Rất là đẹp luôn các bạn ha. Mấy bạn nữ là đi màu này cực kỳ đẹp luôn nha. Xe thì về bao la cho các bạn. Dưới kia có Rea nữa, tí báo giá Rea cho mấy bạn luôn. Vespa 50 và Rea 50 cho các bạn ha. Đấy. Rea thì dành cho những các bạn nào mà giống như là tóc xăng xăng nè, con gái tóc xăng xăng cá tính á. Trời đất ơi, là đi Rea là hơi bị đẹp luôn. Những bạn nào cá tính thì chọn Rea đi nha. Còn những bạn nào mà kiểu như là sang trọng, xanh điệu hay là bình thường gì đó hả, thì mình sử dụng xe Vespa 50 cũng rất đẹp rồi. Ở đây thì mình sẽ có, như các bạn thấy nè, màu xanh bơ nè, màu xanh dương nè, màu cam đen nè. Đó. Rồi màu này thì xanh dương này hơi già ha. Rồi màu tím ánh hồng nè, màu xanh ánh tím nè. Đó, cái này hai cái màu này các bạn đi ra ngoài đường mùa nắng á, nó sẽ ánh cái phần tím nó lên rất là đẹp luôn, nổi chiếc xe cực kỳ luôn nha. Nhìn trực tiếp ngoài nắng đi các bạn sẽ thấy mê nó liền. Mà màu này cũng rất là lạ ha. Rồi, màu này là đẹp nhất, thích nhất luôn. Đó, màu cam cà rốt, còn bạn nào thích màu xanh đen nhám có luôn nha. Đấy, rất nhiều màu, mười mấy màu cho các bạn. Ở dưới kia thì sẽ có màu trắng không luôn, trắng đen hoặc là màu xám lông chuột bóng. Màu này thì nam đi rất là ok nha. Đấy. 20 triệu rưỡi cho chiếc xe Vespa 50. Hiện tại nó lên giá nha. Hôm bữa thì cũng là 9 triệu rưỡi thôi. Giờ nhập hàng, không phải cửa hàng lên giá mà nhập hàng, nguồn hàng nó lên giá mà phải lên giá 20 triệu rưỡi rồi. 1,565 lít cho 100 cây. Giá mình báo cho các bạn là đã bao gồm thuế VAT rồi nha. Xe này là xe xăng nha các bạn, không phải là xe điện, xe máy điện gì hết. Chạy bằng xăng. Nhiều bạn coi clip của mình cứ tua tua, cái mấy bạn không biết được, các bạn hỏi là xe này được bao nhiêu cây, lên dốc cầu nổi không? Đó, hết điện chả hết nhiêu cây. Trời ơi, xe này xe xăng, chạy như thế nào mà hết xăng thì dắt bộ thôi chứ không có mà sợ hết điện đâu ha. Đấy. Rồi, trên xe này thì sẽ có một cái đèn, hệ thống đèn là đèn LED nha, đèn LED nha, LED trắng nha. Đó, cho mấy bạn học sinh là chưa hiểu đèn LED là như thế nào, nó sẽ là ánh sáng màu trắng. Rồi, dưới đây một dãy đèn đề mi sẽ đổi màu liên tục cho các bạn, rất là đẹp luôn. Nhìn là đập vô mắt là thấy đèn, là đèn toàn đèn với đèn không luôn. Dưới đây chữ Espero này cũng là đèn trắng luôn, sẽ dạ lên cái chữ Espero này rất là đẹp luôn. Hai bên hông đây sẽ là đèn xi nhan cũng là bóng đèn LED luôn, màu vàng. Thì khi mà mấy bạn á, mấy bạn mà đi học á, mấy bạn đợi bạn học thêm ra, hay là qua nhà bạn gái giúp bạn gái là đợi vậy đó, thì các bạn sẽ thấy được là cái đèn mình sẽ bật có tính năng hai gia trên xe. Đây, chỗ này nó sẽ có một cái nút công tắc đây, tính năng hai gia trên đây ha. Đây nè, đó, các bạn bật lên để chi đèn trước và đèn sau nó sẽ chớp cùng lúc với nhau. Ở trong bóng tối các bạn đứng á, khuất người, khi người ta đi đường người ta không thấy được bạn đấy, thì mình bật những cái đèn lên, người ta sẽ thấy được bạn đang đứng ở trong góc, ở trên vỉa hè như thế nào đó, dưới lòng đường thì người ta sẽ thấy được ha. Rất là an toàn cho con em, con cái, có chị anh chị em mình luôn, nên là mình nên dạy con sử dụng những tính năng này ha. Rồi, bánh là bánh mâm thắng đĩa, 1,565 lít cho 100 cây. Đấy, 20 triệu rưỡi giá em báo đã bao gồm thuế VAT rồi. Con này là đèn tròn nha, con này đèn tròn. Đó, phiên bản đời mới bây giờ của nó nha, thì cái hệ thống đèn của nó đã được làm lại theo kiểu mà bi cầu, mà kiểu đây một bi cầu ở trên, hai bi cầu cuộn ở dưới. Con này cũng vậy nè, này màu đen nè, đây nè, còn đây này là ba cái bi cầu cuộn, ba cái bi cầu cuộn đó. Thấy không, nó rất là đẹp luôn, nó thiết kế mẫu mã đèn đốm đẹp hơn xưa rất là nhiều luôn rồi, đẹp hơn những phiên bản trước. Đấy, nó cập nhật kinh khủng thiệt chứ. Rồi, dưới đây ha, trời ơi, cái màu này nó đẹp, nhìn mà thiệt luôn, nhìn là muốn ăn luôn á, nhìn nó ngon là ngon mấy bạn. Rồi, hộp đựng đồ để được 2 ly trà sữa nha. Đó. Rồi. Chìa khóa cơ thôi, móc đồ cũng sang nữa nè. Ngồi thế này chạy đó giống như chạy xe Vespa hàng thiệt, hàng real luôn á. Có pha, xi nhan, còi, công tắc mở đèn, đèn hai gia nè, công tắc mở hai gia đây nè. Đấy, thấy chưa? Hình tam giác nè, hai gia nè. Rồi, đề máy, xe này cái màn hình LCD của nó là giống như cái màn hình của chiếc Airbag đó. Airbag 125, Airbag 160, cái đồng hồ nó như thế nào thì con này cái màn hình y chang vậy luôn. Rồi, cốp. Cốp thì ôi trời. Bạn nào mà đi học thêm hay là sử dụng cặp mà dạng như cặp vải nào kiểu á, nhét kịch, trời mưa đang mùa mưa này nhét cái kịch dưới đây, khỏi sợ ướt luôn. Rồi mặc cái áo mưa một người chùm á, thẳng từ đầu tới cuối. Ngồi trên xe này làm sao mà ướt được? Nước bao văng cỡ nào đi đường người ta văng nước cũng không ướt được luôn. Sàn phẳng, mặc áo mưa suông xuống dài từ trên xuống dưới là không ướt được luôn. Ôi ok quá, đúng không? 20 triệu rưỡi.
Nếu mà các bạn ở đâu muốn lăn bánh ở đâu, anh chị muốn lăn bánh ở đâu thì liên hệ với số điện thoại 0785888030. Em sẽ có Zalo luôn, em sẽ tư vấn cho anh chị cái giá lăn bánh. Tại vì em cần biết anh chị ở tỉnh, huyện, thị xã, khu vực, tỉnh thành nào thì em mới tính được cái giá lăn bánh cho anh chị ha. Đấy, anh chị thắc mắc những vấn đề gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.